Chào các em học sinh lớp 4 nha. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em bài toán lớp 4 tiếp theo. Trước khi vào bài toán hôm nay thì hôm trước thầy đã có một cái góc đố vui, có một cái câu đố mà đố các em. Câu đố có nội dung như sau. Một con hổ bị xích vào gốc cây. Sợi xích dài 30 mét. Có một bụi cỏ cách gốc cây 31 mét. Đố bạn, làm sao con hổ ăn được bụi cỏ? Thì câu đố này, thầy cũng đã nhận được một số cái kết quả của câu trả lời của các bạn. Và các bạn và các em xem đáp án của thầy như sau nha. Thì như mấy em đã biết, thì thật ra câu đố này là đố mẹo. Một con hổ nó bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30 mét, có một bụi cỏ cách gốc cây 31 mét. Đố bạn làm sao con hổ ăn được bụi cỏ? Thật ra thì mình biết rồi, con hổ nó đâu có ăn cỏ đâu, phải không em? Con hổ ăn thịt. Do vậy thì câu trả lời như sau. Câu trả lời là con hổ không ăn cỏ. Tại vì con hổ nó ăn thịt, mà chúng ta cho dù bụi cỏ đó nó nằm ở đâu đi chăng nữa, nó con hổ nó cũng đâu có ăn đâu, phải không em? Như vậy thì câu trả lời của chúng ta là con hổ không ăn cỏ. Tiết học hôm nay thầy hướng dẫn cho các em bài luyện tập trang 117. Hôm nay chúng ta sẽ có 5 bài tập. Chúng ta sẽ đi nhanh vào bài tập thứ nhất. Bài tập 1 có nội dung như sau. Quy đồng mẫu số các phân số. Ở đây chúng ta có hai câu, câu A và câu B. Câu A chúng ta có 4 bài, 3 bài. Câu A chúng ta có 3 bài. Câu B chúng ta cũng có 3 bài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài A. Ở đây chúng ta quy đồng 1/6 và 4/5. Như vậy thì chúng ta thấy mẫu số chung của nó lúc này là 30. Thì chúng ta sẽ lấy 1/6 này chúng ta sẽ nhân cho 5. Và lấy phân số thứ hai là 4/5 này chúng ta sẽ nhân cho 6. Rồi chúng ta lấy 1/6 này chúng ta sẽ nhân cho 5. Ra được là 5/30. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy phân số thứ hai là 4/5. Chúng ta sẽ nhân cho mẫu số của phân số thứ nhất là 6. Vậy chúng ta có kết quả là 24/30. Vậy thì bài này chúng ta sẽ quy đồng cả hai phân số thứ nhất và phân số thứ hai. Tiếp tục chúng ta sang bài thứ hai của câu A. Bài thứ hai của câu A là 11/49 và 8/7. Ở đây mấy em thấy là 49 để chia hết cho 7. Như vậy thì 49 chia 7 nó bằng 7. Chúng ta chỉ việc lấy 8/7 này, chúng ta nhân cho 7 và giữ nguyên phân số 11/49. Chúng ta chỉ quy đồng là 8/7 thôi. Rồi chúng ta sẽ thực hiện 8/7, chúng ta sẽ nhân cho 7. Thì nó ra 8 x 7 56 và 7 x 7 49. Chúng ta có kết quả là 56/49. Và chúng ta giữ nguyên phân số 11/49. Vậy chúng ta đã thực hiện xong bài thứ hai của câu A. Tiếp tục sang bài tiếp theo, đó là bài thứ ba. Bài thứ ba chúng ta thấy là có là 12/5 và 5/9. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ lấy phân số thứ nhất là 12/5. Chúng ta sẽ nhân cho mẫu số phân số thứ hai là 9. Chúng ta lấy 5/9 này là phân số thứ hai. Chúng ta sẽ nhân cho mẫu số phân số thứ nhất là 5. Rồi chúng ta sẽ thực hiện như sau. Rồi chúng ta sẽ lấy 12/5, chúng ta sẽ nhân cho 9, ra kết quả là 108/45. Chúng ta sẽ lấy 5/9, chúng ta nhân cho 5, chúng ta có kết quả là 25/45. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong câu A. Chúng ta sang câu B. Câu B ở đây chúng ta có 5/9 và 7/36. Chúng ta thấy 36 chia hết cho 9,
Như vậy thì chúng ta có mẫu số chung là 36. 36 chia 9 bằng 4. Chúng ta sẽ lấy 5 phần 9 này, chúng ta sẽ nhân cho 4 và giữ nguyên phân số 7 phần 36. À, chúng ta sẽ lấy 5 phần 9. 5 phần 9 chúng ta sẽ nhân cho 4. Ra kết quả là 20 phần 36. Và giữ nguyên phân số 7 phần 36. Tiếp theo, bài thứ 2 của cô B. Bài này chúng ta thấy là 100 chia hết cho 25. Thì 100 chia 25 là bằng 4. Chúng ta sẽ lấy 17 phần 25 này, chúng ta sẽ nhân cho 4. Và giữ nguyên phân số 47 phần 100. Đây, chúng ta sẽ thực hiện 17 phần 25 nhân 4. Chúng ta có kết quả là 68 phần 100. Và giữ nguyên phân số 47 phần 100. Chúng ta thực hiện bài tiếp theo. Bài này thì chúng ta sẽ lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân cho mẫu số phân số thứ hai, tức là lấy 4 phần 9 nhân 8. Và lấy tử số và mẫu số phân số thứ hai, chúng ta nhân cho mẫu số của phân số thứ nhất là nhân cho 9. Đây, như vậy chúng ta lấy 4 phần 9 nhân cho 8. Và 5 phần 8 này chúng ta sẽ nhân cho 9. Đây, 4 phần 9 nhân 8, ta có kết quả là 32 phần 72. 5 phần 8, chúng ta nhân cho 9 bằng 45 phần 72. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong bài số 1. Chúng ta sang bài số 2. Bài số 2 chúng ta sẽ thực hiện ở câu A. Câu A, ở đây mấy em thấy hãy viết 3 phần 5 và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5. Ở đây nó yêu cầu chúng ta là viết hai phân số 3 phần 5 và 2 thành mẫu số đều, thành phân số đều có mẫu số là 5. Tức là đều có mẫu số là 5. Như vậy ở đây chúng ta thấy 3 phần 5 đã có mẫu là 5. Như vậy thì 3 phần 5 này chúng ta không quy đồng, mà chúng ta chỉ cần quy đồng ở con số 2 này thôi. Ha, 2 ở đây chúng ta có nghĩa là 2 phần 1. 2 có nghĩa là 2 phần 1. Như vậy chúng ta sẽ làm sao để có mẫu bằng 5? Thì chúng ta sẽ lấy 2 phần 5 này, thì chúng ta sẽ lấy 2 phần 1 này nha. Thì chúng ta sẽ lấy 2 phần 1 này, chúng ta sẽ nhân cho 5 nha. Chúng ta sẽ lấy 2 phần 1, chúng ta nhân cho 5. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện. Thì 2 phần 1 này chúng ta sẽ nhân cho 5 là 2 nhân 5 thì chúng ta bằng 10. Và 1 nhân 5 thì chúng ta bằng 5. Ta có kết quả là 10 phần 5. Còn 3 phần 5 này chúng ta sẽ giữ nguyên. Và giữ nguyên 3 phần 5. Nhớ mấy em. Vậy chúng ta đã thực hiện xong bài tập 2A. Chúng ta sang bài tập 2B. Bài 2B là hãy viết 5 và 5 phần 9 thành hai phân số đều có mẫu số là 9 và có mẫu số thêm một cái mẫu số nữa là 18 nữa nha em, tức là mẫu số là 9 rồi là 18 nữa. Như vậy chúng ta sẽ có mẫu là 8 rồi mẫu là 9 ha. Chúng ta có mẫu là 9 và mẫu là 18 nha em, nên chú ý chỗ này ha. Rồi, như vậy chúng ta thấy là mẫu là 9, ở đây có mẫu là 9. Như vậy thì 5 phần 9 này chúng ta không quy đồng nha. Tại vì nó đã có mẫu là 9 rồi. Như vậy chúng ta sẽ quy đồng là 5. 5 ở đây có nghĩa là 5 phần 1. Nhớ mấy em, 5 có nghĩa là 5 phần 1. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện là số 5. Rồi, chúng ta sẽ 5. 5 ở đây là 5 phần 1. Chúng ta sẽ lấy 5 phần 1 này chúng ta sẽ nhân cho 9. Là nó ra kết quả là 45 phần 9. Phải không? Thì còn lại là 5 phần 9 này chúng ta sẽ là giữ nguyên đó nha. 5 phần 9 chúng ta giữ nguyên nha. Và giữ nguyên phân số 5 phần 9. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có mẫu là 18. Mẫu là 18. Như vậy chúng ta thấy là 5 phần 9 này chúng ta bắt buộc phải là nhân với 2. 5 phần 9 này chúng ta nhân 2 thì nó sẽ ra là 10 phần 18. Như vậy nó có mẫu là 18. Vậy 5 phần 9 này chúng ta sẽ nhân 2. Còn số 5 này, 5 có nghĩa là 5 phần 1. Thì 5 phần 1 này chúng ta sẽ nhân cho 18. Nhớ mấy em. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện. Rồi, 5 phần 1 chúng ta sẽ nhân cho 18. Thì chúng ta có kết quả là 90 phần 18.
Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy 5 phần 9, chúng ta nhân cho 2. Thì 5 phần 9 nhân 2 nó ra bằng 10 phần 18. Như vậy chúng ta đều có mẫu số chung của nó là 18. Vậy thì chúng ta thực hiện xong bài tập B. Chúng ta sang bài tập số 3. Quy đồng mẫu số các phân số theo mẫu. Ở đây chúng ta có bài mẫu, mẫu. Quy đồng mẫu số các phân số 1 phần 3, 1 phần 2, 1 phần 3 và 2 phần 5. Ở đây chúng ta có mẫu. Đây, yêu cầu chúng ta là quy đồng mẫu số các phân số 1 phần 2, 1 phần 3 và 2 phần 5. Hôm trước chúng ta đã học là chúng ta chỉ có 2 phân số thôi em. Bây giờ bài hôm nay nó có 3 phân số. Đây là phân số thứ nhất, phân số thứ hai và phân số thứ ba. Như vậy thì chúng ta sẽ quy đồng cả 3 phân số này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quy đồng 1 phần 2 trước nha. Thì muốn quy đồng 1 phần 2 này, chúng ta sẽ lấy 1 phần 2, chúng ta sẽ nhân cho 3 nha. Nhân cho mẫu số phân số thứ hai, rồi nhân luôn cho mẫu số phân số thứ ba luôn. Vậy chúng ta sẽ lấy 1 phần 2 nhân 3, rồi nhân luôn cho 5 luôn nha. Rồi chúng ta lấy 1 phần 2, chúng ta nhân cho 3, nhân 5. Có kết quả là 15 phần 30. Tiếp theo, chúng ta sẽ quy đồng phân số thứ hai. Phân số thứ hai là 1 phần 3. Chúng ta sẽ lấy 1 phần 3 này, chúng ta sẽ nhân cho 2. Và chúng ta nhân cho 5. À, chúng ta nhân cho mẫu số phân số thứ nhất và mẫu số phân số thứ ba. Rồi, chúng ta thực hiện. Lấy 1 phần 3, chúng ta sẽ nhân cho 2, rồi nhân cho 5. Rồi chúng ta ra kết quả là 10 phần 30. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi quy đồng phân số thứ ba là 2 phần 5. Chúng ta sẽ lấy 2 phần 5 này, chúng ta sẽ nhân cho mẫu số phân số thứ nhất là 2. Nhân cho mẫu số phân số thứ hai là 3. Vậy chúng ta sẽ lấy 2 phần 5 nhân 2 nhân 3. Rồi 2 phần 5 nhân 2 nhân 3. Ha. Tức là chúng ta sẽ lấy phân số thứ ba này, chúng ta sẽ nhân cho mẫu số phân số thứ nhất rồi mẫu số phân số thứ hai nha. Ta ra kết quả là 12 phần 30. Vậy là bài này là bài mẫu nha em. Tiếp tục chúng ta sang bài tập. Ở đây chúng ta thấy có 3 phân số là 1 phần 3, 1 phần 4 và 4 phần 5. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ lấy 1 phần 3 này. À, chúng ta sẽ lấy 1 phần 3 này. Chúng ta sẽ lấy 1 phần 3 này, chúng ta sẽ nhân cho 4, rồi nhân cho 5. Nhớ em. Rồi, chúng ta sẽ lấy 1 phần 3 của phân số thứ nhất, nhân cho 4, rồi nhân cho 5. Ta có kết quả là 20 phần 60. Tiếp tục, chúng ta sẽ lấy phân số thứ hai là 1 phần 4 này, chúng ta sẽ nhân cho mẫu số phân số thứ nhất và mẫu số phân số thứ ba là nhân cho 3 và nhân cho 5. Rồi, như vậy chúng ta có kết quả là 15 phần 60. Tiếp tục, chúng ta sẽ lấy phân số thứ ba, chúng ta nhân cho mẫu số phân số thứ hai và mẫu số phân số thứ nhất. Vậy chúng ta lấy 4 phần 5 này nhân 4 và nhân cho 3. Chúng ta có kết quả là 48 phần 60. Rồi chúng ta sang câu B. Thì câu B chúng ta thực hiện giống tương tự như câu A. Tức là chúng ta sẽ lấy 1 phần 2 này, chúng ta sẽ nhân cho 3 và nhân cho 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy 1 phần 2. 1 phần 2. Chúng ta sẽ nhân cho 3 và cho 4 bằng 1 nhân 3 nhân 4. Rồi. Ở đây thì chúng ta có 2 nhân 3 nhân 4. Bằng
Thì chúng ta có kết quả là bằng 12. Ở đây chúng ta có kết quả như này là 2 x 3 là 6, 6 x 4 là 24. 24. Rồi, chúng ta đã thực hiện xong 1/2. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện ở 1, ở 2/3. Thì chúng ta sẽ lấy 2/3. 2/3. Bằng. Rồi chúng ta sẽ lấy 2 nhân 2 nhân 4. 2 nhân 3 chứ em, 2 nhân 3. 2 chúng ta lấy 2 nhân 3. Lấy 2/3. Lấy 2/3 nhân 2. Rồi nhân 4. À, đã đúng rồi mấy em. Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ lấy 3 nhân 2 nhân 4. Này đúng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra kết quả là như sau. Bằng 2 nhân 2 là 4, 4 nhân 4 là 10, 16. 3 nhân 2 nhân 4 thì chúng ta kết quả là mẫu là 24. Tại vì mẫu nó giống nhau mà mấy em, phải không? Mẫu giống nhau. Rồi tiếp tục, chúng ta sang 3/4. Rồi chúng ta sẽ lấy 3/4. 3/4. Bằng. 3/4 bằng. Chúng ta sẽ lấy 3/4 này là 3 nhân cho 2 nhân cho 3. Rồi 4 cũng nhân cho 2 nhân cho 3. Rồi bằng. Chúng ta sẽ có kết quả là 3 x 2 là 6, 6 x 3 là 10, 18. Ở dưới này là bằng 24. Chúng ta khỏi cần suy nghĩ nhiều ha. Tại vì mẫu số chung là 24 mà, thì nó ra kết quả 24 thôi. Rồi, như vậy chúng ta đã quy đồng xong. Xong, chúng ta đã thực hiện xong bài 3B. Chúng ta sang bài tập số 4. Bài số 4 có nội dung như sau. Viết các phân số lần lượt bằng 7/12 và 23/30 có mẫu số chung là 60. Ở đây nó yêu cầu chúng ta là có mẫu số chung là 60 nha mấy em. Mẫu là 60 nha. Thì ở đây chúng ta thấy là 60 chúng ta sẽ chia cho 12. Thì 60 chia 12 chúng ta sẽ bằng 5. Vậy chút nữa chúng ta sẽ lấy 7/12 này, chúng ta sẽ nhân cho 5 nha. Còn 60 chia cho 30 chúng ta sẽ bằng 2. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 23/30 này, chúng ta sẽ nhân cho 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện. Lấy 7/12 chúng ta sẽ nhân cho 5. 7 x 5 là 35, 12 x 5 là 60 nha. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy 23/30 chúng ta nhân cho 2. Thì 23 x 2 thì nó ra bằng 46 và 30 x 2 thì nó ra bằng 60. Như vậy chúng ta đã có kết quả là mẫu số chung là 60. Bài 5 tính theo mẫu. Thì bài 5 tính theo mẫu, ở đây chúng ta có câu A, câu B và câu C. Thì câu A nó đã cho mình mẫu rồi. Thì câu A nó tính như sau. Câu A là nó cho chúng ta là 15 nhân 15 nhân 7 nha. Và 30 nhân 11. Đây là bài mẫu nha em, đây là bài mẫu.
Vâng, ở đây là bài mẫu. Mấy em thấy thì 15 x 7 là tử số, còn mẫu số là 30 x 11. Chúng ta sẽ tách con số 30 này ra bằng là 15 nhân cho 2 nha. Còn ở trên này chúng ta giữ nguyên là 15 nhân 7, chúng ta giữ nguyên. Còn ở phần dưới này chúng ta sẽ lấy 15, chúng ta sẽ nhân cho 2, thì 15 nhân 2 là chính là 30 đó mấy em. Tiếp tục chúng ta nhân cho 11, 11 chúng ta giữ nguyên nha, 11 giữ nguyên. Rồi, ở đây mấy em thấy một điều là 15 và 15, chúng ta thấy 15 chia 15, là chúng ta đơn giản đi nha, chúng ta đơn giản đi. 15 chúng ta bỏ 15 này đi nha. Như vậy chúng ta sẽ còn lại ở đây là 7, tử là 7, còn mẫu là 2 nhân 11, thì 2 nhân 11 sẽ là 22. Vậy chúng ta sẽ bằng. Vậy là chúng ta bằng 7 và 22 à, 7 phần 22. Được chưa mấy em? À, vậy chúng ta đây chính là bài mẫu. Chúng ta sang câu B. Rồi chúng ta sẽ sang câu B và câu C của bài 5. Ở đây chúng ta thấy là 4 x 5 x 6. Mấy em sẽ tách con số 4 này thành 2 x 2 cho thầy. Còn con số 12 này mấy em sẽ tách thành 2 x 6. 15 mình sẽ tách thành 3 x 5. Và số 9 này mình sẽ tách thành 3 x 3 nha mấy em. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ làm. Rồi. 4 thì thành 2 x 2. Còn nhân 5 x 6. Số 5 6 giữ nguyên. Chúng ta sẽ tách số 12 thành 6 x 2. Còn số 15 thành tách thành 5 x 3. Số 9 thì ta tách thành 3 x 3. Ở đây chúng ta thấy là có những số nó giống nhau. Hai con số 2 này giống nhau nha, chúng ta đơn giản đi. Số 5 giống nhau, chúng ta đơn giản đi. Số 6 giống nhau, chúng ta đơn giản đi. Như vậy thì trên tử này chúng ta còn lại con số 2 nha. Trên tử chúng ta còn lại số 2. Còn mẫu chúng ta còn lại là 3 x 3 x 3. Vậy chúng ta có kết quả là 2 và 27, tức là 2 phần 27. Chúng ta sang câu C. Câu C ở đây chúng ta thấy là 6 x 8 x 11. Chúng ta sẽ tách con số 33 nha. Số 33 mẫu dưới này chúng ta tách thành 3A x 11 nha, đặng trùng với con số 11 trên này nè em nha. Còn số 16 này chúng ta sẽ tách thành 8 x 2 nha, để trùng với con số 8 trên này. Còn số 6 này chúng ta có thể tách thành 2 x 3 nha em. Rồi, ta sẽ thực hiện như sau. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta thấy ở đây có hai con số 3 giống nhau, phải không? Hai con số 8 giống nhau, hai con số 2 giống nhau. À, rồi hai con số 11 cũng giống nhau luôn. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta đơn giản đi hết, nhưng chúng ta không phải là đơn giản đi hết là chúng ta bằng không đâu nha mấy em. Có nghĩa là 3 chia 3 này, 2 chia 2 nè, 8 chia 8 rồi 11 chia 11 nó bằng là 1 phần 1 nha. Nó bằng 1 phần 1. À, bằng 1 phần 1 nha mấy em. Thì 1 phần 1 chính là 1 chia 1. 1 chia 1 thì bằng 1. Nha mấy em. Rồi, thầy vừa hướng dẫn cho các em xong bài tập số 5. Đến góc đố vui hôm nay, thầy có một câu đố vui như sau. Nhà Nam có 4 anh chị em. 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn, người em Út tên gì? À, thầy nhắc lại câu đố vui hôm nay nha. Nhà Nam có 4 anh chị em. 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn, người em Út tên gì? Thầy xin chào tạm biệt các em nha. Hẹn gặp lại video lần sau. Bye bye.